Quốc bảo diễn xuất, nàng thơ của các nàng thơ là những mỹ tư mà người ta dành cho châu công tử. Vậy điều gì đã khiến một cô gái không sở hữu sắc vóc nóng bỏng, hiếm khi được gọi là mỹ nữ đẹp nhất, lại có thể hóa thân thành nàng hồ ly tiểu duy quyến rũ hơn tất cả những vai diễn hồ ly trên màn ảnh? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Teenager và sau đây hãy cùng điểm qua những vai diễn để đời của Châu Tấn nhé! Sông Tô Châu và Đại Minh Cung Tử. Từ năm 17 tuổi, Châu Tấn có vai diễn đầu tiên và trong vòng 10 năm sau đó, cô cũng có những vai chính của riêng mình. Tuy nhiên, mãi đến năm 2000, thiên tài diễn xuất mới thực sự được công nhận. Các nhà làm phim liên tiếp khen ngợi diễn xuất của Châu Tấn khi hóa thân thành hai vai diễn trong tác phẩm Sông Tô Châu. Đảm nhận hai vai diễn cá tính khác nhau, Châu Tấn lại khiến người xem không khỏi ngạc nhiên vì diễn xuất xuất thần. Thậm chí, một nhà làm phim Trung Quốc bình luận, chỉ một cái liếc mắt, rủ mắt của Châu Tấn cũng đủ truyền tải trọn vẹn nội tâm nhân vật. Không phải ngẫu nhiên, nhiều người ca tụng cô sinh ra là để đóng phim. Thành công của Sông Tô Châu giúp cô đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Paris lần thứ 15. Cũng trong năm đó, Châu Tấn tiếp tục gây ấn tượng với Đại Minh Cung Tử với vai công chúa Thái Bình thời trẻ. Cô đã khắc họa được thời thiếu nữ đơn thuần, trong sáng, vô lo vô nghĩ. Chính vì thế, khi Thái Bình rơi vào vòng xoáy cung đấu, người xem càng tiếc cho quá khứ ngây thơ của cô nàng. Trong bộ phim này, bất luận là chế tác, tạo hình, trang phục hay hóa trang diễn viên đều vô cùng hoàn mỹ. Lúc đó, Châu Tấn mới 26 tuổi, nhờ vào tác phẩm này, danh tiếng đã dâng cao. Bộ phim đã mang lại cho Châu Tấn giải nữ diễn viên được yêu thích nhất Liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 18. Mùa Quýt 9. Vai diễn Tú Hòa của Châu Tấn trong bộ phim Mùa Quýt 9 đã từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả và cũng được xem như một trong những vai diễn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ. Lấy bối cảnh xã hội Trung Quốc vào những năm cuối đời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, bộ phim đã khiến hàng ngàn khán giả phải rơi nước mắt bởi mối tình đầy khắc khoải bi ai trong phim. Lần này, Phu Thủy diễn xuất đảm nhận vai diễn Tú Hòa, một nhân vật chất chứa nhiều nỗi đau trong tâm hồn. Từng ánh mắt, cử chỉ của Châu Tấn khiến khán giả phải rung động, thương xót. Vai diễn Tú Hòa đã giúp tên tuổi Châu Tấn được biết đến rộng rãi hơn, kể cả ở nước ngoài. Ngoài ra, vai diễn còn giúp Châu Tấn giành được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất năm. Anh Hùng Xạ Điêu. Với khán giả Việt Nam 10 năm trước, Châu Tấn được biết đến nhiều nhất với vai diễn Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu. Bất chấp nhiều phản ứng trái chiều những tập đầu phát sóng rằng cô không hợp vai do chất giọng khàn đặc trưng và gương mặt hợp những vai hiền thục bi thương hơn, nhưng dần dần khán giả bị nàng Hoàng Dung lém lỉnh tinh nghịch này chinh phục lúc nào không hay. Cha đẻ của bộ truyện, tác giả Kim Dung cũng hết lời khen ngợi diễn xuất của Châu Tấn trong bản Anh Hùng Xạ Điêu, được đánh giá là thành công nhất trong các bản phim chuyển thể của bộ tiểu thuyết này. Nếu như yêu. Năm 2005, Châu Tấn đảm nhận vai chính bên cạnh hai đại mỹ nam đình đám của ngành giải trí thời điểm đó là Kim Thành Vũ và Trương Học Hữu trong bộ phim điện ảnh Nếu Như Yêu. Đây là tác phẩm lấy ca hát, vũ đạo làm chủ đề chính, dùng phương thức miêu tả trong phim để khắc họa mối quan hệ tam giác phức tạp. Khán giả không khỏi cảm động trước tình yêu sâu nặng, càng hận lại càng yêu suốt 10 năm của Kiến Đông. Đồng thời, sao lòng trước nghĩa tình sâu nặng của đạo diễn Nhiếp Viễn và mềm lòng trước tâm hồn yếu đuối ẩn chứa trong vẻ ngoài tàn nhẫn của Tôn Na. Tôn Na đã khiến cả hai người đàn ông quan trọng nhất của cuộc đời cô đau khổ. Bộ phim khép lại trong cảm giác day dứt, tiếc nuối của khán giả. Bằng tài năng và diễn xuất ấn tượng, Châu Tấn đã lần đầu chạm đến giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Mã. Dạ Yến. Một trong những vai diễn để đời của diễn viên Châu Tấn phải kể đến đó chính là nhân vật thanh nữ trong bộ phim Dạ Yến. Dạ Yến lấy bối cảnh thời kỳ loạn lạc và suy tàn nhất trong lịch sử hàng trăm năm của Trung Hoa. Phim có sự tham gia của hàng loạt diễn viên đình đám như Trương Tử Di, Ngô Ngạn Tổ, Cát Ưu. Trong vai thanh nữ, tiểu thư con gái quan Thái Trường, Châu Tấn đã lột tả thành công được tình yêu cuồng nhiệt, mù quáng, hy sinh hết lòng của thanh nữ với thái tử. Dù rằng trái tim vô loan không hướng về thanh nữ mà chỉ một lòng hướng về Uyển Hoàng hậu. Đồng thời, vai diễn này cũng một lần nữa khẳng định sự đa dạng trong cách thể hiện tính cách của nhân vật Châu Tấn, đầy sáng tạo, thấu hiểu nhân vật, truyền cảm xúc đến khán giả một cách đầy tinh tế. Suy đoán của Lý Mễ và Họa Bì Một. Có thể nói vai diễn Lý Mễ trong bộ phim Suy Đoán của Lý Mễ là một trong những vai diễn để lại dấu ấn đậm nét nhất xuyên suốt sự nghiệp của nàng đại hoa đán này. Nhờ vai diễn này mà Châu Tấn đã đem về cho mình giải thưởng danh giá nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 27, cũng như giải thưởng điện ảnh châu Á cho nữ diễn viên xuất sắc nhất. Câu chuyện xoay quanh hành trình 4 năm trời ròng rã tìm kiếm vị hôn phu mất tích của Lý Mễ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, cô lại vô tình bị cuốn vào một đường dây buôn bán ma túy lớn, là thể loại phim tâm lý xã hội kết hợp hình sự. Châu Tấn đã đem lại làn gió mới đến khán giả khi thể hiện xuất sắc vai Lý Mễ với khao khát tìm kiếm người yêu của mình, cũng như sự hồi hộp, gay cấn trong từng chi tiết khi khám phá ra nút thắt câu chuyện. Đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ngay sau đó, Họa Bì Một ra rạp như một bom tấn màn ảnh, càn quét mọi bảng xếp hạng. Quy tụ dàn diễn viên đình đám như Triệu Vi, Trần Khôn và Châu Tấn, xoay quanh chuyện tình tay ba giữa chàng Vương Sinh với người vợ hiền Bồi Dung và nữ hồ ly Tiểu Duy.
Châu Tần trong phim đảm nhận vai diễn hồ yêu ngàn năm phản nghịch, phóng túng, cần dựa vào tim người để làm cho da luôn trẻ trung xinh đẹp, nhưng không có cách nào có thể bù đắp được trái tim cô đơn ấy. Với nhân vật lần này, diễn xuất của Châu Tấn trong phim được giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt là khả năng diễn xuất bằng mắt khi cô xuất sắc thể hiện nhân vật Tiểu Duy dám yêu, dám hận, dám làm tất cả vì người mình yêu. Cũng nhờ vai diễn này, cô được đề cử tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Kim Tượng. Cao Lương Đỏ. Sau 10 năm tập trung sức lực cho màn ảnh rộng, năm 2014, Châu Tấn trở lại với phim truyền hình Cao Lương Đỏ. Vai diễn Cửu Nhi trong tác phẩm này được xem là một trong những vai diễn đỉnh trong sự nghiệp của Châu Tấn cho đến thời điểm hiện tại bởi sự biến hóa thể hiện tính cách nhân vật vô cùng tài tình của cô. Diễn xuất của cô trong tác phẩm này được xem là càng ngày càng đặc sắc khi đảm nhận vai diễn con gái nhà nghèo bị cha mình bán đi, có được bản tính hào sảng, dũng cảm, mạnh mẽ của nữ tử Đông Sơn. Ở những phân cảnh cuối phim, Châu Tấn khiến khán giả như đắm chìm trong những mất mát đau đớn của cô, đồng thời cũng khâm phục trước sự dũng cảm của người phụ nữ nhỏ bé. Bằng vai diễn Cửu Nhi trong Cao Lương Đỏ, Châu Tấn vượt mặt gần như tất cả các nữ hoàng phim truyền hình để giành về tới 5 giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất trong năm đó. Chào em Chi Hoa và Như Ý Chuyện. Chào em Chi Hoa được coi là phiên bản remake của phim điện ảnh kinh điển Nhật Bản Love Letter năm 1995. Nội dung chính của phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giản đơn, lãng mạn của hai nhân vật Chi Hoa và Doãn Xuyên. Hai người không dùng điện thoại hay email để liên lạc, mà thay vào đó họ viết thư cho nhau. Qua những bức thư được gửi đi, cuộc đời của người chị gái đã mất của Chi Hoa hiện lên vô cùng sống động và những bức thư vô tình trở thành sợi dây móc nối ba con người lại với nhau, cùng kéo họ quay lại những quãng đời trung học đáng nhớ. Đọng lại trong khán giả là một sự nhẹ nhàng, buồn man mác và tiếc nuối một tuổi trẻ đã qua. Chất phim mộc mạc, bình dị, đời thường, không xuất hiện các tình tiết hư cấu hay kịch tính. Trên địa hạt truyền hình, Bom Tấn Cổ Trang, Hậu Cung Như Ý Chuyện được công chiếu vào năm 2018 đã nhanh chóng trở thành một trong những phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Tấn. Bộ phim bắt đầu với mối tình chân thành giữa Thanh Anh và hoàng tử Hoàng Lịch, trải qua bao thăng trầm lại kết thúc với hình ảnh tiếc nuối của Vô Càn Long lúc về già, viết nên câu chuyện đầy ngược tâm. Ban đầu, Châu Tấn được nhận xét là tuổi tác không hợp với nhân vật Thanh Anh cách lúc trẻ. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của nàng đại họa đán chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Từng ánh mắt, cử chỉ của Như Ý lúc bị vu oan hay khi cắt tóc đoạn tình đều làm người xem ám ảnh. Cô đã thành công bộc lộ được cảm xúc của nhân vật, khiến cho người xem hoàn toàn cuốn vào mạch phim mà quên đi khoảng cách tuổi tác. Trên đây là tổng hợp của chúng mình. Nếu có thời gian rảnh, mọi người hãy cùng theo dõi và đưa ra ý kiến cũng như gợi ý về các bộ phim khác với chúng mình nhé. Và cũng đừng quên like, share và sub kênh để ủng hộ Teenager nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.